giờ mình tiếp tục mình lên đường. Hai, bây giờ mình đi đâu qua hai? Tự hai. Mà nghe nói nữa bữa nay đi núi thấp không có cao như qua phải không? Thấp thấp không bạn. Nhưng mà nghe nói là nghe nói trưởng đoàn nói là hôm qua đi có hai, bữa nay bù đó bốn rồi. Bốn đó. Bù đó. Nhưng mà có một cái là cái lịch trình nó có dài hơn ha. Như ngày hôm qua mình đi. Mà đâu có ấy, có cái núi dài năm giếng á. Nó dài. Nhưng mà hôm qua mà hai nói hôm qua núi dài năm giếng là nó cũng nằm sau lưng tàu cao hả? Ờ nó nằm bên khác. Khác hả? Ủa rồi sau lưng tàu cao là núi gì? Thì nó điện điện cái đó điện đàn tàu cao gì đó. Dặn liền vậy. Mình bây giờ mình đi lên núi nào trước? Là núi Tượng. Bây giờ núi Tượng. Này đi giờ lên núi Tượng nè. Núi Tượng trước ha. Hôm nay thì đoàn Hành Hương đi cái điểm điểm là điểm thứ hai. À. Là đây là điểm núi là cái vùng núi Tượng nha. Dạ. Rồi xong rồi trải qua đây là ở núi nước. Nó từ từ trái á. Vậy mình đậu xe chỗ luôn hả chú Quỳnh? À. À. Một xe chỗ mà đậu xe chỗ mà đi hai điểm. Bữa nay hình như là lịch trình mình đi bốn điểm thôi phải không chú Quỳnh? Bữa nay là đi nhất là điểm này là một là điểm núi Tượng, hai là núi nước. Dạ. Ba là núi dài năm giếng. Dạ. Bốn là núi Ông Két. Dạ. Năm là chùa Thái Sơn. Chùa Thái Sơn mình đi rồi. Ở chùa. Chùa Thái Sơn chưa? Không phải, phải. Đêm nay ngủ tại chùa Thái Sơn. Hôm nay mình ngủ từ chùa Thái Sơn. Thì coi như tới cái điểm mình nghỉ rồi. Đúng chú Quỳnh? Tại cái xe mình nó là cái xe đi sao rốt cái gì, thành ra là cái đoàn mình là ngày hôm qua cái xe mình cũng đi sau luôn phải không hai? Thành ra cái đoàn mình đi là sau người ta lên tới chảnh trước rồi mình mới cất bước theo sau. Bữa nay con đi dép nhẹ đó hai, qua đi đâu giờ nặng quá. Đi nhẹ nhẹ vậy chứ đi. Ủa con dúng hai. Con dúng hai. Ok con này cũng cũng chiếu. Chiếu hả? Ừ. Con cũng chiếu núi nè quý vị ơi. Ừ, nó bự dữ lắm. Đây. Không. Không đâu ơi. Đây con cũng chiếu nè, con chiếu chiếu núi nè quý vị. Chiếu hả? Con cũng đây. Chiếu. Cái đó cầm con quá. Ừ, ở đâu cũng có đây nha. Đây nè, con chiếu núi cho phải con rít cho quý vị. Ừ, đây con cũng chiếu. Con chiếu. Nãy giờ mình gặp mấy con luôn mà mình không có ghi hình.
Dạ. Tao bỏ vô trong cái cặp rồi. Thái ở đâu vậy? Đi lấy gặm vô. Đằng kia bà. Ủa tới rồi hai. Tới rồi. Tới rồi hả? Lên trên đỉnh đó một cái nữa. À. Đèo cao thì mặt đèo cao, tao lên tới đỉnh tao cao hơn đèo. Đúng rồi. À, ừ, cái thả nó thả đi. Rồi. Rồi mình tới rồi đó. Tới cái điểm tập trung. Một cái nón bảo muôn người thân qua biết bao trồng cây mà chẳng gấp gào để cho gió lại bạc vào gốc lá. Lòng người chẳng ngất mà cay vì câu tài sắc đòi ai buồn lường. Một ai đơn phương công kia với tội Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đoàn mình lên hết chưa quý vị? Dạ đoàn mình chưa lên hết mà ai dắt đi trước không trình lễ với cô bác ơi. Mình là lên núi phải trình lễ đâu đó cúng nguyện rồi mình mới đi đó. Mình đi trước đây đoàn. Dạ. Bây giờ Vũ ơi. Dạ. Mình tới nhà ai cũng vậy cũng phải trình lễ đâu đó mình mới vô nhà được. Quý cô bác mình vô ghen nguy hiểm chứ. Vô nhà. Ta kêu công an bắt. Dạ rồi đoàn mình lên hết chưa? Đoàn mình vô mấy xe rồi. Dạ dạ rồi, mình vô đủ rồi, mình xích vô đây đi quý cô bác, đặng làm lễ cúng. Đây có bồ đề quý. Dạ khỏi khỏi đúc hương. Rồi ở phía sau chúng ta có đi núi không? Đi núi lội lên. Rồi mời quý cô bác mình lột nón xuống. Dạ. Kính mời quý cô bác mình lột nón xuống để chúng ta làm lễ cúng. Nam mô Di Đà Phật. Cái gì mà ầm ầm ngoài vậy quý vị? Cái gì? À, con đứng lên đúng rồi đó con. Ủa là xe bên nào đang biết đi qua tại xe màu gì không có dân hay gì quay cái đông đó thằng không quay dài vô trong chạy quá tại vì mình bước đây cũng như mình cúng vậy á. Tại vì bác tàu đi qua mình quay cái bước lên trên ngại là mỗi hàng ngày đi dài dài tại vì chiếc xe đẹp quá là không dám đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các vị đại diện cho ngôi chùa Linh Sơn Phụ Tự, kính đến tất cả quý ông bà cô bác, hôm nay chúng ta lại có duyên lành được trở về nơi núi tượng còn gọi là Liên Hoa Sơn. Lời xưa từng bảo sức tất cáo phản tất diện, đi thưa về trình. Mà tất cả chư quý vị, hôm nay chúng ta lại có duyên lành được trở về đây. Chương trình cúng nguyện xin phép được bắt đầu.
cung thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả môn duyên, trở về tâm thanh tịnh. Vì Đức Thầy đã cho biết thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, cung thỉnh toàn thể chư quý vị đồng hướng tâm về chánh điện, đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh có vị trí thì quỳ, nếu không thì đứng. Người đứng người quỳ đồng chấp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay là ngày 25 tháng 6, tất cả chúng con có trở về nơi núi tượng kính giếng còn gọi là Liên Hoa Sơn. Nhờ ơn trên Đức Phật Đức Thầy trăm quan các ngài từ bi gia hộ cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, và cho toàn thể nam nữ pháp giới chúng sanh sớm giác ngộ tu hành. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, lần hành hương lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tay qua đại cõi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp tinh tiến tu hành cho đến ngày viên thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thánh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Kính thưa quý vị, ai có giao duyên cùng với chùa thì tùy hỷ quý cô bác mình đóng góp để ngày cái chuông. Rồi xin thông báo kính mời quý vị chúng ta về xe lên hành lý, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi lên tổ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ con cảm ơn bà, con chào bà. Cái kia, cái kia. Hello, hello. Rồi, cảm ơn chị. Nơi cho dịp này ai trời cô ơi lắm lắm á. Nhìn nó đường nó chặt.
rau nữa con nhớ nha. Con qua mặt ấy. Cho con qua mặt ấy. Đi lên từ từ lên bóp mình biết đâu đấy. Quay. Ui. Đây ở sao còn cái đuôi dài. Và bên kia là bắt đầu cái đoạn ấy, đoạn trên là đi lên rồi đó. Đây. Đây. Cũng đang bốn xe rồi mà quý vị. Trên 200 người quý vị. Người lớn và trẻ em luôn. Rồi, mình đi đường tắt không quý vị? Mình chen mình đi nè. Một cái cửa mà hè nhau đi. Đó. Em cũng chen nữa nè. Chen quá trời luôn nè. Ăn cái gì? Rồng rắn nè. Bắt đầu đụng ông một cái nó túa chạy kiếm phụ nội chứ. Chia đông người mà chia chú người mũi thôi chứ. Người hai mũi ba mũi gì sinh mệnh mà chứ. Đây có mấy cô có gãy Trường Sơn nè. Đó, người có gãy Trường Sơn. Khỏe không cô? Khỏe không cô? Khỏe ha. Thấy sớm mà. Mình đi sớm hôm qua cô. Ngày hôm qua mình đi trưa trưa quá. Quá mình ăn xong rồi mình đi cái nắng lên nắng. Đúng rồi. Đứng trên ngồi xuống đẹp á. Khỏe quá. Khỏe quá. Sức mà hơi là khỏe rồi. Khỏe quá. Bờ đang quay quá. Tôi về là 2 3 bữa sau nên tốt là tiếp nha. Dạ. Quay quá lên lại bà có. Trời ơi, cái gì vậy cha? Mình cái đoạn mình đi mà. Ai vậy? Tôi thì tôi làm biết nhiều. Đây còn dài lắm quý vị. Đi cốc khó thấy nhiều không? Đâu đi nè, buông bỏ trơn nữa. Phải không? Phải cốc không? Đi cốc. Nó đắng lắm không chị? Đắng dữ dằn. Nó chị gì chị hả? Hả? Nó chị chị cái gì? Nhất hả? Hỏi hay lắm. Dạ. Con ngậm rượu người ta uống. Rượu hả? Ừ rồi. Mình uống rượu không được mà ngâm gì? Rồi không được, cầm nước đó. Vì mình làm nước nam mình uống. Dạ. Trời ơi, uống. Rồi rồi rồi. Đi cốc nhiều dữ lắm luôn. Đây bây giờ lên đoạn quá vậy. Được mấy cái này ta mừng lắm. Dạ. Ra một cái đoạn mình là lên cái đoạn mình đứng chưa tới đoạn giữa còn sao một đuôi một phút nữa. Đó. Từ từ cho bà đi trước đi. Để cho bà đi trước, mình lấy chỗ đi trước. Đó, nhìn thấy chưa? Bữa hôm qua là mình đi mình ăn cơm xong là hôm qua mình ăn cơm xong là đi cũng gần 11 giờ hết chị, 11-12 giờ mình mới đi cái gì. Đi hôm qua là nắng chang chang luôn. Đó. Đi buổi sáng gì thì đi buổi sáng gì thì cái hơi cái ẩm độ ở dưới nó bốc hơi lên mát nó mát. Ủa sao xuống rồi mấy đứa tới rồi hả? Sao hay vậy? Hay vậy lên trước mà mình nói mình cúng đó.
Em mới tới đây mê rồi. Mê đâu? Đi mà chán đường. Ở sàn, sàn thôi. Người ta đi nhiều lắm, đá mòn. Nước chảy của đá mòn. Đây bên đây không có nước, bên kia. Đó. Thấy chưa? Đây. Cái đoạn sau còn rồng rắn một đoạn luôn kìa. Có mấy cô lớn tuổi, bảy mấy tuổi luôn. Lội cời cời luôn. Lội núi khỏe. Cái núi này cũng gần đấy cô. Núi thấp nha. Sao quên? Sao rồi? Thập dáng phải không? Xỉu rồi. Tới con chị với anh Tặng, là anh Tặng ơi. Vậy quay lên dưới giữa trong gian này. Cái gì có mai cho chồng đi, có xào qua chồng, có xà chồng. Đèo cao thì mặt đèo cao. Đèo lên tới đỉnh thì ta cao hơn đèo rồi đó. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Nước non trùng trùng điệp điệp, thấy không? Đẹp không? Quá khỏe. Nhà qua có bệnh trong người lắm, nhưng mà đi tới đây là rất là hay. Mà đi có giờ cô tối cũng ngủ ngon không? Ngon ngon trơn lắm không? Có diễn trợ nữa đó, thấy không? Diễn trợ có nhóc chơi. Rồi. Đi ra đi đâu thắng ra đây để dạy về dắt dắt đi cô lên đây mày. Tiếp tục lên cái mắt này cái đi. Ừ. Nó có ăn nhiều. Thì ông nội thì lộ kế tiếp thì chứ. Cảm ơn. Có rồi một. Cảm ơn. Dèo dắt. Dây dây này rồi đó. Bên đại mà. Bên đại mà. Chị mở túi em có cái quạt nè. Chị mở túi em có cái quạt, lấy cái quạt quạt cho cô. Thôi có ở đây cũng có quạt. Có không? Ừ, lấy quạt cho cô, cho khỏe. Hồi đó đi mấy đường trước đó kìa. Cô chỉ giỏi cho nữa, mình tuổi cô mà chưa biết đi đòi nổi như cô không nha. Đừng giỡn nha. Mấy năm trước có đi, có mấy bà già, bây giờ bà đi bò vậy. Dán lên cô ơi. Cố lên. Rồi. Giờ lên tới đỉnh rồi quý vị. Bây giờ mình đi lên chơi. Dạ nhưng mà có tiền. Tại vì lời xưa tin bảo là sơn đất tại Phật cao là tuổi đất Phật linh. Núi không càng lớn nhưng mà núi có Phật tiên ra đời là núi đó là núi báo. Sông không cần sâu lắm nhưng mà sông mà nó có gầm gầm ở dưới là sông linh. Dạ. Thì miền Nam của mình đó quý vị, là trên thì có Thất Sơn, dưới thì có Cửu Long. À, cho nên là trên thì có tức là Báo Quý, và dưới thì lại có Rồng ở. Cho nên những cái này là vô cùng đặc biệt. Quạt không? Quạt cho chút. Còn lại con bé. Dưới sông của mình là có 5 năm. Nhưng mà dạ, ở trên con bỏ bớt hồi qua nặng lắm rồi. Qua nhiều quá. À, thôi thì để liên tục trong lúc nghỉ có cô nào đọc giảng trong quý quát quát à, bà nói chắc này mệt thả hơi thôi con bên cần ha diễn ngâm lại một đoạn giảng nha. Nó chở nổi cái răng máu quát quát mình đâu có chỗ rõ liền là nó nhảy ra liền. Nam mô A Di Đà Phật. Gần đây nơi tôi tha linh
đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyện gió vui trần đời, nhiều người tu sắp sắp về ngồi nơi đây. Vui trần mây bay vào, tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trọng trường sen sao theo ngài. Vòng tâm âm nơi cõi trần gian, cành hoa sen nở Phật đàn kiên lai. Sen hoa chẳng phải ai cùng nên lấy đó sai tu hành. Khi con lửa lửa trong trong gai, quý quý nữ thèn hộp sen này, Phật Phật điểm tớ tớ tớ. Nếu con đạo hành vũ tròn, hộp sen này sẽ nói lần thiên ca. Con thấy là quan vừa giúp giúp sen này được nở thêm ra. Như bằng con ngã đường ta, qua này tất theo như là đốt thiêu. Xem với con có nhiều quan hệ sức cảm thông, đáo để quý thường. Phật dù nơi cõi Tây Phương, ngắm hoa sen tất rõ đường con đi. Nhớ câu nhất nhất tu Di Đà, tâm vô biệt niệm tất tất là quy tây. Tuy còn ở chốn trần ai, nhưng trên cửu phẩm liên đài có tên. Mạng phần thầy được lên, đồng hề chư Phật lâu bền an vui. Khắp khắp nơi sen bao nực mùi, thân sen cho đất chỗ ngồi cũng sen. Chân đèn thần thông thay thế tàu thuyền ngựa sen. Pháp màu khi muốn được nghe, giật giật chi khi muốn thì là cố gắng.
không già không chết không phai, không người đau khổ không ai hồi, không làm sao ta hết lời những điều màu nhiệm mơ nơi cõi này, cho nên các Phật xưa nay đều khuyên ba văn nữ linh đài cầu trong tâm khởi một niềm sân, mười phương chư Phật nghe gần như gian, chớ đi Phật ở Tây Phương, không nghe thấu tiếng dễ dàng của người Phật nào cũng có lục thông, ngồi xa dần dần biết rõ lòng chúng sanh, lo mình niệm Phật không gần, đừng lo Phật ở xa mình không ai. Nhất tâm cầu đạo Như Lai, Phật trong được gõ Phật ngoài điều không. Nam mô sao chữ thành lòng, có ngày cũng được sao không phải trời. Dẫu kẻ khô hay bằng, điều tu niệm được không vắng nghèo giàu. Nam mô A Di Đà. Rồi kính mời cô bác mình là lên đường tiếp ạ. Dạ, xuất phát là chúng ta sẽ đi một khỏe không con? Lên tiếp lên tiếp tục. Đó. Tôi đọc mà tôi khóc luôn. Dạ. Nhớ bà già tôi. Nhớ mẹ tôi khóc. Bữa nay nó có năng lượng vô nghe mẹ nè. Ừ, nghe đọc hay quá nha. Dạ. Nó đi cho nãy giờ đi đây. Ủa, lâu rồi không nghe đọc được. Mà đọc phải gì khóc vậy? Nhiều năng lượng. Quá ngọt. Có rồi. Ta cũng có gớm gớm lệ rồi đó. Gớm lệ quan mi rồi đó. Cũng muốn hơi hơi à, chưa. Rồi lên đỉnh luôn. Rồi ở đây quý vị cho thấy được cái cảnh đỉnh của núi tượng rồi. Quý vị ở trên cao chúng ta đứng xích vô cho nó có sự an toàn. Đứng xích vô. Đứng xích vô như thiệp. Ôi. Đứng xích vô. Đứng xích vô mấy nhỏ. Dạ lo chụp hình mình nó lui nguy hiểm chẳng kìa. Cái gì mày đứng đói nói vô nó nói vô. Sao không phải là đặc biệt. Khi mà vô rồi đi vô đừng còn gọi chứ. Dạ trên đó mới xuống thật. Dạ rồi là có lên rồi bắt đầu. Bây giờ trên đó ngồi xuống gọi đó phải không? Không biết. Chúng ta sẽ ở đây bắn hiện lên. Ở đây đi. Đâu mà Đệ Vũ đọc bài ở trong đoàn mình có cô nào xung phong đọc giảng không quý cô bác? Chị Ba làm ạ, chị Ba. Bắn tới Vũ ca hoài. Đọc giảng viên theo nhiều lắm mà sao bữa nay mất tiêu chứ không biết. Ở đâu mà tính dụng cái bài đâu
không, không, không thanh tiền đâu. Không tiền. Chúc tại trên chúc trên núi thôi. Nè chú ơi. Đó, ê, mình lên tới đỉnh rồi quý vị. Rồi bây giờ còn lên phía trên cái. Bây giờ mình lên luôn. Mình quyết định mình lên luôn. Lên cũng dễ trèo nhưng mà. Rồi bây giờ mình lên đây. Còn cái tới phía này là phía sau quý vị. À, lớp phía sau đợt sáng này mình đi núi tượng tượng nha quý vị. Đó, bây giờ tấp ở dưới rồi còn ở dưới nè, mình lên. Đó giờ chưa biết, giờ mình leo tới đỉnh cho biết luôn. Bỏ dép hả? Cái này dễ đi hôm qua nữa à. Hôm qua đi ngược. Mình đi cái này là mình lội lần. Mình bước từ nát. Dắt này nó dễ đi hơn. Từ đi từ. Còn hôm qua thì mình đi dốc sẵn đứng. Rồi nó đi trả số vé rồi nè. Hên cái bữa nay mình đi sớm quá. Nó mát. Sớm dạ. Sớm quá trời. Ủa sao mà kẹt đường đó? Cái pha. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Lên trước Quỳnh. Gặp chưa? Đi lên luôn. Có đội gì giúp hả? Thôi, chạy giúp luôn bộ rồi. Hết chỗ bám à. Để cái giò cao quá. Rồi. Không, không có chỗ, không có chỗ vịn luôn. Chỗ đầu vịn nữa nè, cầm hai cái tay hai bên. Đây nè quý vị. Nè cô lên dì ba nè. À, cô lên dì ba ơi. Đẹp gái. Không ơi, chú ơi, không theo đâu. Ủa, đi rồi. Ồ, cô lên tới rồi đó hả? Cô lên. Lên cô xuống rồi. Chú là chú của chú Thuận Điền hả? Anh Thuận Điền. Anh hả? Dạ. Đây các bạn nó lên tới mình lên sao chừng cái bé đựng đá cái máy bé. Dạ chú tên chú là gì chú? Bình Cần Thơ. Chú Điền cái này khỏe không chứ? Khỏe. Biết chú Điền hả? Có Điền chú hai mấy năm. Linh Cần. Biết bà con phải không? Dạ biết. Vô qua đây. Hả?
À, mọi người đi lên nè quý vị. Còn mình thì cũng lên luôn, lên đỉnh luôn. Ở đây chắc là đỉnh núi tượng phong chưa? Hả? Đỉnh núi tượng phong. Đỉnh núi tượng nè. À, đỉnh cao nhất luôn quý vị. Chắc còn, là cao. Còn bên kia nữa chứ. Bên kia cao hơn hả chú? À. Ủa giờ nó liền liền luôn hả chú? Núi tượng là hai dãy hả? Không biết sao nữa, có cái thợ làm nhân nhất có cái chùa đó, ở đó nữa. Mà sao vậy? Đây không biết. Vậy là cái quần thể này của núi tượng quá. À, mà không biết cái chùa nằm đâu. Chùa đó kia chú. Rồi, mấy cục đá quá, từ hình con này con kia cho nè. Chú. Hả? À, chùa đó kia chùa gì? Quên tên rồi. Vậy chú có đi bà đó rồi phải không? Đi cũng lâu, có bà đó, à, chỉ chùa đó, bà dẫn đi chỗ này chỗ kia. Dạ. Bà chỉ bà cái hình thành thù đó ha, hình thù mấy con vật đó ha. Vật kia. Đâu cái gì? Bên đó có gì chứ biết không? Không dẫn đâu, chỉ bên Campuchia. Ủa, qua Campuchia đó hả? Giúp anh chưa? Dạ. Vậy hả? Ồ, giúp anh rồi. Ừ. Dân đâu cho hành. Ồ, vậy đó hả? Nhà đó đó. Ừ. À. Rồi đó thì miếng nó qua đường đó, đó đi qua đây nè. À, coi như nó qua biên giới mình. Ừ. Thì nó cách đâu có nhiêu đâu, à. Gần cái bên. À, kinh Vĩnh Tế đó là cũng chưa tới gần qua. Ủa cái này là kinh Vĩnh Tế sao? À, chỗ khói đó. Cái chân chỗ khói đó. À. Khói đất động đó là kinh Vĩnh Tế. Rồi. Vậy là mình sát bên luôn quý vị ơi. Cái con kinh là mình thấy cái hàng xanh mà thẳng tăm tắp đó là kinh Vĩnh Tế. Tại vì cái kinh Lĩnh Tế Vĩnh Tế là cái kinh liên tỉnh. Đi trở về lên đây nè. Lên đây nè. Con đẹp lắm. Ông đó đâu. Cái view này rất là tuyệt vời luôn rồi. Đẹp vô cùng đẹp. Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi nè. Đó bộ đội quýnh dầm dạc vượt qua mấy cái núi đó luôn á, chạy vòng qua đó luôn á. Coi như là đuổi về bển hả chú? Đuổi về bển á, dạ. Giáp chạy bắn. Coi như là, à. Vậy là chạy cánh đồng bằng là cái khu này quá chú? À, đồng bằng nè, đó, từ đó tới giờ đó. Cánh đồng chết đó ha? Ờ, cánh đồng chết bển đó. Mà không biết nằm phút nào à. Đó là nó nằm, nói chung là chung quy, cái mình nhìn chung quy là cái khu này nè. Ờ, khu đó đó. Tại vì hồi nãy mình đi từ cái chỗ mà di tích Ba Chúc thì sát bên đây rồi. Bên rồi. Ờ thì mình lại sau lưng thì nó gần đây thôi. Nó có cái cầu sắt nữa. Ôi cầu sắt thì nằm phút nào nè. Phải cầu sắt Vĩnh Thông không chú? Cầu sắt đâu, cầu sắt Vĩnh Thông đúng không? Ờ đây nè, ngay chỗ sắt cuốc kìa, nó có còn cầu sắt. À. Sắt qua đó. Đó vậy là cầu sắt ngay nằm đây nè. Ờ. Cánh đồng chết ở đây đâu quý vị? Nè nằm đây nè. Chỗ cầu lồng đèn đó đó, à. Vòng đồng đó, dài qua đó đó. Đứng kia YouTube nó có quay cánh đồng chết nhìn đâu đây nè. Ừ. Nó lộ ra luôn hả anh? Ờ. À. Mình chết thì cái ông đó ông chỉ luôn, ông nói hồi đó là à, ngay điểm luôn ha. Chết nằm thì ở đây mình đi đoàn á thì mình đi sơ khở, mình nhìn tổng quan thôi, à. Chứ mình không có đi chi tiết. À. Có người dẫn đi ra ta đi. Thôi chạy ngang cầu sắt đó. Cái có đi chỗ khác hả? Rồi đi ngang cầu sắt này nè. À. À. Rồi như vậy là cái điểm núi tượng là mình lên đây là tới đỉnh bên cái chỗ mình tham quan rồi thôi, không biết bên kia là sao. Tà Lơn là dãy nào chú? Xanh gờn đó hả? Xanh gờn mà màu đó, đó. Còn cái dãy sát bên này nè, có hai cái núi cao đây. Tà Lơn nó nằm trên kia nữa chú ha? Nó dài liền liền. À. Thấy mờ mờ bên đó nữa đó, đó. À, đang bị trên đó đó, mờ nó là nó gần biển rồi, ở trên núi ta lên nhìn cái biển Hà Tiên rồi. Ra khu có cái bên mờ. Dạ hả? Ừ.
Ông có đi núi chưa đi núi Tà Lơn hả? Núi Tà Lơn nhìn chưa? Qua cái bên luôn. Dạ. Gần hơn Hà Tiên có dính đầu đầu. Tôi qua từ từ thôi, coi qua chậm chậm thôi để nó bắt hình kịp. Tôi qua nhanh quá cái nó bị nhòe. Rồi, nói chung là mình đi tới đây là cái chỗ mình tham quan là lên tới đỉnh đó quý vị. Còn bên kia một cái dãy núi là mình không có đi, phải không chú? Mình chỉ tham quan cái dãy này thôi. Thì bây giờ mình đi tới đây là bây giờ mình đi chạy xuống rồi gì vậy? Chị ở đây cúng. Rồi cô bác ở dưới còn ở dưới đọc giảng nè. Đó. Một số top là đã loại đi trở xuống rồi. Rồi bây giờ mình trở xuống luôn cái gì? Rồi xuống. Mình chui qua. Rồi đá cái lớn. Đá lớn. Đó. Giờ mình đi xuống nè. Này cục này nè. Cục này mới vĩ đại. Đúng rồi đó. Là nó làm sao? Mẹ miếng thôi. Dính dập đi. Đi anh. Mình quay nó, quay đi, đầu nó lại. Quay nè. Đâu có để được. Quay gì nè? Anh thấy cái màn hình đó. Anh thấy màn hình không? Rồi. Ồ. Quay trời xanh mà. Anh thấy sao lại trong màn hình nó như vậy đó? Dính cái xíu không? Cắn nó giống thùng. Hồi đó là hồi tại thiên lập địa là nó cũng như có đây. Nhỏ thôi. Anh này cũng xuống nữa rồi. Thiên tạo mà. Nhìn nó ổng đồng rồi đó. Đó. Giống cái mỏ ăn nhiều quá ha. Cái dạ. Cái dạ. Dạ có miệng đó. Mũi trên đó. Mũi trên. Ừ. Đó bây giờ nhìn vô trong hình đó coi ai bình luận theo kiểu con gì theo thì con chứ. Đó cái mỏ nó giống gì. Mấy nghệ nhân người ta nhìn ra liền à. Bông gì giống bông nách ấm quá ta. Trái hả bông? Chuyện trái anh ơi. Rồi đó. Không lên đọt hả? Không có lên đọt cây. Không có lên đọt cây. Tham cũng dễ đi cô. Dễ đi hả? Dễ đi. Cô hôm qua cô đi nước kia, nước này đi khỏe rè. Có kẻ dễ đi. Rồi, cô kia mình đi đi. Làm dáng nè. Rồi đi. Chứ mà đi đâu mà xe không ra đó. Nó dính vậy đó. Đá thiên, đá thiên. Cầm giùm em cá. Cái này mình đi xíu ve đi. Úp mặt vô. Thôi, cảm ơn. Dịnh, dịnh cũng tiếp đây. Từ khoa khoa cái giò. Được không? Được phải không? Được thì em đỡ anh luôn đó. Đây cái đường mình đi xuống rồi. Bán đại lên đi. Bán đại lên có gì không? Cảm ơn nhiều. Rồi đi xuống rồi quý vị. Đó, anh này anh hỗ trợ mình thêm cái máy cho quý vị. Còn hiện nay quý quán mình đang đứng dưới đây gọi là đúng không? Đúng không? Còn gọi là núi Hoa Sơn. Thì nơi đây tại sao gọi là núi Tượng? Quý cô bác mình
cái vô thì từ nãy giờ là sau này vô Phật tử quá đây quát mình đã chiêm ngưỡng xong thì giờ này kính mời quý cô bác mình ở trên hay ở dưới gì lột nón xuống, chúng ta đứng một cái vị trí trang nghiêm để làm lễ cúng thống nhất. Chương trình cúng nguyện xin phép được bắt đầu. Cùng thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả môn duyên, trở về tâm thanh tịnh để chúng ta đồng làm lễ cúng thống nhất. Hồi nay làm YouTuber luôn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả chư quý vị, hôm nay chúng ta lại có duyên lành đi đến được một đỉnh núi Liên Hoa Sơn. Tất cả chư quý vị, chúng ta giờ này sẽ làm lễ cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi thờ phía trên. Chúng ta đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên chán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bãi Núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay tất cả chúng con có trở về Liên Hoa Sơn kính viếng, hiện diện đang làm lễ trước vồ Bạch Tượng, xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, và cho toàn thể nam nữ pháp giới chúng sanh sớm giác ngộ tu hành. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vạn Tây Phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, lần hành hương lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chương trình cúng nguyện tới đây đã xong. Kính mời chư quý vị chúng ta đồng xuống núi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ cúng nguyện cúng đã xong, bây giờ mình đi xuống cái gì. Đây. Nam mô A Di Đà Phật. Con còn nhớ một ông bé sơ nọ, từ sau khi rời bỏ thế gia đầu Phật quy, suốt đời chạy lạc tu trì huyền môn. Nam mô sao chờ thành lòng, có ngày cũng được sao không phải trần, dầu cho kẻ vô hay bằng, điều tu niệm được không vắng nghèo giàu. Nam mô A Di Đà. Rồi kính mời cô bác mình lên đường tiếp ạ. Dạ xuất phát là chúng ta sẽ đi một bé không con? Lên tiếp tục. Đó. Tôi đọc mà tôi khóc luôn. Dạ. Nhớ bà già tôi. Nghe mẹ tôi khóc. Bữa nay nó có năng lượng vô nghe mẹ này nghe này cũng vậy. Nghe đọc hay quá. Dạ. Nghe cô đi thì mấy đi thầy. Đúng rồi, đúng rồi.
tại vì nhiều năm vừa qua mình đây quá xa rất yêu bà với có rồi ta cũng có lúng lúng lệ rồi đó lúng lệ quan mi rồi đó cũng muốn hơi hơi à, chưa cái ngồi đó ngủ luôn à lòng nghe lúng lệ quan mi ơi nở đi su chi đang ngồi ra bây giờ rồi anh định ơi rồi ở đây quý vị sẽ thấy được cái cảnh đỉnh của đối tượng rồi ở trên cao chúng ta đứng xích vô cho nó có sự an toàn đứng xích vô ôi đứng xích vô đứng xích vô mới nhớ dạ lo chụp hình lui lui nguy hiểm cái gì mày đứng đó nó vô nó vô sao đi mà vô đi chín vô đừng còn gọi xuống vợ trên đó mới xuống hả dạ rồi bây giờ trên đó ngồi xuống ngồi đó phải không rồi, chúng ta sẽ ở đây huấn luyện hơn. Chú ơi, chú sao này? Lên trên kia dạ, nó ngồi đây đi. Đâu mà để Vũ đọc bài à? Trong đoàn mình có cô nào xung phong đọc giảng không quý cô bác? Chị Ba làm mà chị Ba. Bắt cái Vũ cao ngày qua, à. Ngày qua đọc giảng viên theo nhiều lắm mà sao bữa nay mất tiêu chứ không biết. Ở đâu mà Tấn Vũ ca bài đâu không hay đâu không thanh tiền đâu nè cho chú Vũ ơi Vũ để mâm chị xuống đó ê, mình lên tới đỉnh nào quý vị rồi bây giờ còn mình lên phía trên cái bây giờ mình lên luôn mình quyết định mình lên luôn đây. Lên cũng dễ trèo nhưng mà à, bây giờ mình lên đây còn cái phía này là phía sau cái gì đó phía sau đợt sáng này mình đi núi tượng nha quý vị đó bây giờ tấp ở dưới rồi họ ở dưới rồi. Mình lên không giờ năm đến hả? Không có. Lên tới tận đỉnh rồi chưa biết. Giờ năm kìa. Nói giờ chưa biết giờ mình leo tới đỉnh rồi. Ở dép hả? Trời ơi, nãy nhắm xì có gì đâu. Cái này dễ đi hôm qua nữa à? Giờ hôm qua đi dính ngược không? Mình đi cái này là mình lâu là mình vớt từ nát. Dốc này nó dễ đi hơn cái mắt. Từ từ. Còn cái hôm qua thì mình đi dốc thẳng đứng. Còn đi trả số ve không à. Thôi cưng bữa nay mình đi sớm quá. Mát sớm mát rồi. Ủa sao mà kẹt được hả? Kẹt pha. Lên từ từ quá không? Lên trước Quỳnh. Được chưa? Cái chú này đi không? Lên không? Lên. Đi luôn. Đi 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 đi
Không, trợ giúp, trợ giúp luôn bộ ơi. Hết chỗ bám. Ê, ê, con cầm, cầm đi, cầm đi. Để cái giò cao lên chút rồi, để lên giò. Ông đi phim. Không, không có chỗ, không có chỗ vịn luôn đó. Chỗ đầu vịn nữa nè, cầm hai cái tay hai bên. Giúp lại cho nó nè. Có lên dì ba nè. Nè. Số lên dì ba ơi. Gán. Ở gì? Ủa mà đi đường này. Ủa con lên tới rồi hả? Con đi lên. Chú là chú của chú Thuận Điền hả? Anh con Điền. Anh. Dạ. Rồi các bạn nó lên tới rồi, mình lên sao? Coi lưu dây này giống thằng Lâm đâu mà phim thành. Đừng nghe bé, bé đừng đá cái máy nha bé. Chú kênh của chú là gì vậy chú? Bình Cần Thơ. Chú Điền có ngày khỏe không chú? Hả? À. Biết chú Điền không? Có Điền chú hay đó. Hả? Biết bà con phải không? Dạ. 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 Đi rồi. Đi rồi. Chị 28. Con có xíu cũng gì đi cùng mình. Rồi bên 6 rồi. Giúp nó kìa. Dạ. Tốt, mọi người đi lên rồi quý vị, còn mình thì cũng lên luôn, lên đỉnh luôn. Mô Phật độ con. Đi qua đi. Thôi nào. Ở đây chắc là đỉnh núi tượng không chú? Hả? Đỉnh núi tượng không? Đỉnh núi tượng nè. À, đỉnh cao nhất luôn quý vị. Để còn bên kia nữa chứ. Bên kia cao hơn hả chú? À. Ủa giờ nó liền liền luôn hả cơ chú? Núi tượng là hai dãy hả? Không biết gì sao nữa, con thật là nhân nhớ có cái chùa đó ở đó nữa. Vậy là cái quần thể này cũng núi tượng quá. À, mà không biết cái chùa nằm đâu. Chùa đó mấy cục đá chứ? Rồi, mấy cục đá có từ con này con kia ra nè. Chú? Hả? À, chùa đó kia chùa gì? Quên tên rồi. Hả? Vì chú có đi đó rồi phải không? Đi cũng lâu, có bà đó ở dưới chùa đó, bà dẫn đi chỗ này chỗ kia, dạ. Coi, bà chỉ đó, cái hình thành thù đó ha, hình thù con này con giặt này giặt kia. Đâu cái gì? Bên đó nói gì chú biết không? Không gần đâu, đâu bên dạ. Kia không biết rồi. Ủa, qua Campuchia đó hả? Giáp ranh chưa? Vậy nước từ lên Campuchia bên đó, Campuchia không à? Vậy hả? Ủa, giáp ranh rồi? Ừ. Danh mình đâu giờ hàng hàng trắng lên chỗ không khói đó đó. Ờ, vậy đó hả? Nhà đó đó. Kinh tế đó, ờ, rồi, đó. Rồi. Rồi đó thì mới qua đường đó, đó đi qua đây nè. À, coi như nó qua biên giới mình. Thì nó có cách đâu có nhiêu đâu. À. À, kinh diễn tế đó là cũng chưa tới đây. Ủa cái này là kinh diễn tế sao? Nè, kinh diễn tế chỗ khói đó, trong trong nhà ngay đó ở. À, khói đốt động đó là kinh diễn tế. Rồi, vậy là mình sát bên luôn quý vị. Cái con kinh là mình thấy cái hàng xanh mà thẳng thanh tách đó là kinh diễn tế. Tại vì cái kinh kinh lĩnh tế diễn tế là cái kinh liên tỉnh. Lên đây nè, lên đây nè. Lên đây nè, con đẹp lắm. Ông đó đâu. Cái view này rất là tuyệt vời luôn rồi. Đẹp vô cùng, đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi nè.
nó bộ đội quấn dần dần vượt qua qua mấy cái núi đó luôn á, để vòng qua đó luôn. Coi như là đuổi về bển hả chú? Đuổi về bển á, dạ. Chạy bắn. Coi như là vậy là chạy cánh đồng bằng là cái khu này quá chú. Đồng bằng này khác từ đó tới giờ. Đó. Cánh đồng chết đó ha. Cánh đồng chết bển đó. Ừ. Mà không biết nằm khác nào à. À? Đó là nó nằm nói chung là chung quy cái mình nhìn chung quy là cái khu này nè. Tại vì hồi nãy mình đi từ cái chỗ mà di tích Ba Chúc thì sát bên đây rồi. Bên rồi. Ờ thì cái, mình lại sau lưng thì nó gần đây thôi. Nó có cái cầu sắt nữa. Ôi, cầu sắt thì nằm khúc nào nè. Thấy cầu sắt Vĩnh Thông không chú? Cầu sắt đâu, cầu sắt Vĩnh Thông đúng không? Đây nè, ngay chỗ sắt cuốc vậy đó, còn cầu sắt. Sắt qua đó. Đó vậy là đồng chết nằm đây nè. Ờ tính đồng chết ở đây đâu quý vị. Chỗ cầu lồng đèn đó đó, vòng vòng nó dài qua đó đó. Dạ. Đứng kia YouTube nó có quay cánh đồng chết nhìn đâu đây nè. Cái lỗi ra luôn anh. Cánh đồng chết thì cái ông đó ông chỉ luôn, ông nói hồi đó là nghe điểm luôn ha. Xác chết nằm thì ở đây mình đi đoàn á thì mình đi sơ sợ mình nhìn tổng quan thôi, chứ mình không có đi chi tiết. À. Có người dẫn đi ra đây. Thôi chạy ngang cầu sắt đó. Bỏ tôi qua đi. Cái ở không biết. Có đi chỗ khác hả? Rồi đi ngang cầu sắt này nè. Thôi muối nè xe chạy ngang cầu sắt nè. Rồi, vậy là do kinh nghiệm tế. Như vậy là cái điểm núi tượng là mình lên đây là tới đỉnh bên cái chỗ mình tham quan rồi thôi. Không biết bên kia là sao. Không có tham quan đây. Núi miên không, nó dài. Ơi núi Tà Lơn. Tà Lơn là dãy nào chú, xanh gờn nữa hả? Đó, xanh gờn màu màu đó, đó. Dãy núi Tà Lơn. Còn cái dãy sát bên này nè, hai cái núi cao đây. Còn miền đó, cũng miền cái dãy núi Tà Lơn. Chứ chưa phải là Tà Lơn. Tà Lơn nó nằm trên kia nữa chú hả? Nó dài liền liền luôn đó. Cái mờ mờ bên đó nữa đó. Mờ ơi, mị trên đó đó, mờ mờ nó là nó gần biển rồi, ở trên núi Tà Lơn nhìn ra Phú Quốc cái bên mờ hả? Ông có đi núi nào, chưa đi núi Tà Lơn hả? Núi Tà Lơn nhìn ra Phú Quốc cái bên luôn. Gần hơn Hà Tiên Phú Quốc có dính đâu đâu. Tôi qua từ từ, tôi qua chậm chậm thôi, để nó bắt hình kịp. Tôi qua nhanh quá nó bị nhẹ. Rồi, bà con nói chung là mình đi tới đây là cái chỗ mình tham quan là lên tới đỉnh đó quý vị. Còn bên kia một cái dãy núi là mình không có đi, phải không chú? Mình đi tham quan cái dãy này thôi. Thôi bây giờ mình đi tới đây là bây giờ mình đi chỗ xuống rồi gì vậy? Đó. Thôi. Rồi, cô bác ở dưới còn ở dưới đập giảng nè. Đó. Một số top là đã loại đi trở xuống rồi. Rồi bây giờ mình trở xuống luôn cái gì? Rồi, xuống. Là mình chui qua. Rồi nó đá cái lớn. Đá lớn. Đó. Giờ mình đi xuống này. Đây, cục đây nè. Cục này mới vĩ đại rồi. Đúng rồi đó. Là nó sao? Nó bẹn miếng thôi. Nó dính. Theo mình sao quay nó, quay đầu nó lại. Quay nào. Đâu có để được. Quay gì nè? Nè anh thấy cái màn hình đó. Anh thấy màn hình không? Rồi. Quay trời xanh mà. Anh thấy sao là trong màn hình nó như vậy đó. Chứ xíu không? Góc không? Rồi đó là hồi rồi, mà. Là nó cũng như có đây. Rồi anh này cũng xuống luôn đó vậy. Thiên tạo mà. Nhìn ổng là ổng đồng là cái đó giống cái mỏ nhiều quá ha. Dạ. Mỏ. Dạ. Mũi trên đó, mũi trên. Đó bây giờ nhìn vô trong hình cái rồi ai bình luận theo kiểu con gì theo thì con. Đó cái mỏ nó giống gì. Mấy người nhân người ta nhìn ra liền à. Bông gì giống không? Bông lá tắm quá ta. Trái hả bông? Chuyện trái anh ơi. Rồi đó. Còn lát không lên đọt. Không lên đọt hả? Không có lên đọt cây. Không có lên đọt cây. Không cũng dễ đi cô. Dễ đi à? Dễ đi hơn. Cô hôm qua cô đi nước kia lúc này đi khỏi rè. Có kẻ dễ đi. Rồi, kia mình đi. Làm dáng nè.
Vậy chứ mà cái đầu này xe không ra đó. Nó dính chị. Cá thi, cá thi. Anh cầm giùm em cá. Cái này mình đi xuống nghe đi. Cắp mặt vô. Rồi, cảm ơn con. Được. Từ từ phao phao cái giò. Được phải không? Giò tôi hơi dài. Kê không biết ăn. Gái tôi y y mày ấy đâu tao. Tao không có ngượng. Dạ, cảm ơn nhiều. Biết bao giờ xuống rồi bây giờ rồi xong cái này ngồi lại tức là điểm kế tiếp của chúng ta là ngọn núi Thủy Đài Sơn. Còn hiện nay quý cô bác mình đang đứng đây gọi là núi tượng, còn gọi là Liên Hoa Sơn. Thì nơi đây tại sao gọi là núi tượng? Quý cô bác mình sẽ cái vò này từ nãy giờ gọi là vò Phật tượng. Quý cô bác mình đã chiêm ngưỡng xong. Thì giờ này kính mời quý cô bác mình ở trên hay ở dưới gì lột nón xuống. Chúng ta đứng một cái vị trí trang nghiêm để làm lễ cúng thống nhất. Chương trình cúng nguyện xin phép được bắt đầu. Cùng thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả môn duyên, trở về tâm thanh tịnh để chúng ta đồng làm lễ cúng thống nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả chư quý vị, hôm nay chúng ta lại có duyên lành đi đến được một đỉnh núi Liên Hoa Sơn. Tất cả chư quý vị, chúng ta giờ này sẽ làm lễ cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi thờ phía trên. Chúng ta đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên chán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay tất cả chúng con có trở về Liên Hoa Sơn kính viếng, hiện diện đang làm lễ trước vò bạch tượng, xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, và cho toàn thể nam nữ pháp giới chúng sanh sớm giác ngộ tu hành. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực dạng tây phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, lần hành hương lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp tinh tấn tu hành cho đến ngày viên thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chương trình cúng nguyện tới đây đã xong. Kính mời chư quý vị chúng ta đồng xuống núi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ xuống nguyện cúng đã xong, bây giờ mình đi xuống đi. Đây.
Con còn nhớ một ông bé sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế xuất gia đầu Phật quy, suốt đời chẳng xa bữa nay mệt nó đọc nói chứ hay đọc vài lần nữa gì sáng tại đi mệt đó anh nó đồn phải cầm giảng cầm nữa phải cùng đồn tu luyện hạnh nhai một hôm rồi tiếng trong đồi ông mới gì mình núi nước lục luôn không bốn lục thấp hơn núi này có nửa núi này không nửa hả núi nước thấp hơn làm cho gạo được trong lòng điểm lòng nổ được xuống trong mấy ngày kẻ lôi sớm già lấy thăm mơ gì ông liền đem cái chuyện ấy ra một người trong số đang làm thân lễ chờ về nhà chứ người ấy mang một cái đau đây cái gì hồi nãy mình lên tới đỉnh rồi bây giờ dưới là mình nhìn lên đây đây nhìn lên cái đỉnh bên cái núi tượng này à, cũng đá thấy treo leo cái gì đây, quý vị nhìn bên kia. Bên kia cũng có một dãy núi nữa kìa. Nhưng mà cái dãy đó không có ai lên thành ra cỏ nó mọc tùm luôn. Thì ở nhà ngoài đó. Đá để dưới mà nó. Chú bé. Có cầm dây xuống. Cái này. Cái mảnh kia, cái mảnh kia. Ngay đi ngẩng thế thì thế có. Ừ. Thận này. Con ăn hải vô đó. Được rồi. Giỏi. Đi nó còn gì nữa cái nặng nó chết. Chưa có chết. Có luôn. Cài giùm em cái này đây. Sao sao? Này như thế này. Ok. Rồi, cảm ơn. Mình lên Facebook luôn. Dạ. À này YouTube. Ừ.
Vậy là chương trình núi tượng của mình xong rồi, bây giờ mình ra đi xuống rồi. Rồi nước hả chị? Nước thấp hơn nước này phải không chị? Là mình cái xem đậu đó luôn phải không? Qua kia luôn. Coi như cho mình ghé một điểm là mình đi hai núi, núi tượng trước rồi xong rồi núi nước luôn. Đó, cái đoạn mình nó sao quý vị? Mình đi xuống trước một đoạn rồi nè, mình đi tắt luôn. Mình đi đường tắt không à? Nếu mà đi đường cái đường mòn á thì mình đi không kịp. Mình đi tắt mé bấm đá mình đi. Đi lần qua 3 4 người luôn. Khỏe không bé? Khỏe. Leo núi khỏe, leo núi khỏe. Con bé hồi sáng nó nói mấy cô mấy dì nói bữa nay mình còn đi trên xe này, nó mơ mình không có đi xe rồi. Mơ mình không có đi nữa. Mơ còn đi chứ, nó nói không có đi trên xe. Mơ mấy ổng đâu có qua được mình được nữa. Chị chết nó vậy đó. Không qua này là không, không có một đệ nào hết. Vậy hả? Ai biết đâu. Mấy chị em nó nói bộ quá. Mình con ghẻ thì ta. Nên không ai nhìn tới chân ta. Biết gì không? Đứa nào cũng gặp cũng gặp chiếc xe nó đặc biệt quá. Đứa này thì đi qua sợ đứa kia nói ôi đi xe buýt rồi hả? Chia ra mà được, một đệ cũng được. Bên đây nhiều mấy đệ tao biết chứ bộ. Vậy là để tặng nó qua đi. Như để tặng qua. Đệ nào cũng được, chứ đệ nào đệ. Chân hơi để mùa ra lưu quay nha. Chẳng gì bây giờ ai cũng yêu cầu hết á. Mô Phật. Hay gì đâu Phật. Không sao. Mấy rồi, loại không mấy hơi là bay xuống tới dưới phần đồng bằng rồi quý vị. Đây cái chỗ hồi sáng mình qua đây mình cúng đây, mình trình đây, mình trình lễ đây, mình lên núi đây. Đó có mấy cái thảm thực vật thiên nhiên quý vị, tự nhiên đẹp lắm. Trời quá chứ quá rộng lên. Quá sao nhiều luôn lâu. Đây, cái thảm. Quý vị thấy cái thảm này. Cái thảm rêu tảo, cái rêu xanh rờn. Sao? Chưa sao, cũng đâu quên vàng. Cái thảm mà đường lên chỗ mà mình cúng hồi sáng mình ấy. Thấy gì đẹp không? Rồi, xuống đây cẩn thận nha quý vị ơi, gom không đó. Đông rêu. Đây, cái đường dốc lên. Đây cái tảng núi nè. Có mấy cái cây mà. Tạc xuống núi chứ là núi đâu. Có mấy cái cây cái gì thì đẹp không? Đi. Nó đâu rồi? Trước nó nói sao mà.
À, mình đi một đoạn nữa là bắt xe rồi, cái gì tới xe là mình không có lên xe, mà bây giờ cái đoạn mình tiếp tục mình đi qua núi nước. Ngày có lạnh không chú? À, có đá. Có đá hả? Dạ, lấy cái ly nhỏ hút chú luôn. Dạ, 5 ngàn. Lấy không hút. Cái này nhiêu chú? Dạ, 15 ngàn. Cái này chua hả chú? Chanh hả? Dạ. Hai chai. Đưa chú không hút con. Cho một chai. Yeah. Rồi, đi cho người ở đây vào. Có đâu, còn cho nó nữa. Cho lọc để vô, đựng sách. Cho lọc để vô con. Chú chai thôi không? Chai rồi. Để cho chú cái bọc hả? Chú bọc, chắc. Có là 45 ngàn. Chết rồi. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục nè, mình ra cái đường này tới xe rồi gì ơi. Đây xe này của mình đi nè.